Lời Chúa ngày 25 tháng 12 năm 2020 lễ Giáng sinh, thánh lễ ban ngày. anh chị em, chúng ta cùng quay sang nói với nhau một câu là Mừng Chúa Giáng sinh Chúc mừng Giáng sinh Merry Christmas, Joy of Noel Xin chúc anh chị em một mùa Giáng sinh vui tươi, bình an tràn đầy ân phúc nơi lòng thương xót của Chúa Hallelujah Sao các anh chị em đêm qua nên đi lễ vui không? có những anh chị em như ở Việt Nam thì lễ thoải mái có khi thì cả đêm ở ngoài đường đi lễ xong rồi đi dự tiệc đi họp mặt nhau nhưng mà ở bên Mỹ hay là bên Âu Châu chắc hẳn là không được như vậy vì bị virus corona cho nên nhiều nhà thờ phải đóng cửa nhiều nhà thờ thì hạn chế số người đi tham dự và sau thánh lễ thì gia đình họp mặt khi tối đa chỉ được 4 hoặc 5 người thôi, không có được đông thoải mái như là những năm trước, cho nên thưa anh chị em năm nay mỗi người chúng ta có cái cảm nhận được ngày lễ Giáng sinh một cách rất là đặc biệt. đấy là lễ Giáng sinh đúng nghĩa của một hài nhi Giêsu sinh ra trong hang đá, Bethlehem khó nghèo, chỉ có mẹ Maria. Thánh Du Xe và sau đó là các mục đồng cùng với bò lừa chắc là cũng đủ số lượng năm người đã không có bị vi phạm có mẹ Maria Thánh Du Xe Chúa Giêsu thêm hai ông mục đồng nữa còn bò lừa thì không tính cho nên là cũng được cả năm người cũng không có bị vi phạm mà tụ tập quá năm người tên anh và như vậy thì mình thấy rằng là mình được nên giống Chúa Giêsu hơn, được nên giống hoàn cảnh của Thánh gia hơn trong dịp noel corona này. Giáng sinh trong cơn đại dịch virus corona này. Mình nhìn như vậy thì mình sẽ thấy rằng là ồ, oh, năm nay tôi có được cái kinh nghiệm có lẽ là và anh em mình chẳng bao giờ mong ước có lần thứ hai. Hồi đại dịch nó qua là qua luôn. Đừng có see you again nữa You đi luôn đi You đừng có bao giờ quay trở lại Never see you again <laughs> Không bao giờ muốn gặp lại anh nữa Cái ông thần virus này Cái corona này Nhưng mà Thánh Phó Lô bảo rằng là Đối với những người yêu mến Chúa Mọi sự đều sinh ích cho họ Sinh ích cho mình Nếu mình nhận ra cái dấu chỉ của Chúa muốn nói với mình cái gì Thì anh chị em đã cảm nhận được cái điều đó Chúng ta tạ ơn Chúa Và Ước gì ngày hôm nay, ngày 25, chúng ta kiêng việc sát rồi chúng ta được nghỉ ngơi ở nhà, gia đình gặp mặt nhau để chia sẻ niềm vui Giáng sinh, quanh bàn à, bữa cơm gia đình với nhau, rồi anh chị em có được bữa tiệc lời Chúa nữa mà chúng tôi cung cấp cho anh chị em bây giờ, mời anh chị em chúng ta cùng họp nhau lại đến bên hàng đá với Chúa Hải Đồng, với mẹ Maria và Thánh Du Xe để lắng nghe lời Chúa trong thánh lễ ban ngày, lễ Giáng sinh. Bài đọc 1 trong sách Isaiah chương 52 câu 7 đến câu 10 Bài trích sách ngôn sứ Isaiah Đẹp thay trên đồi núi, bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an, người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ và nói với Sion rằng thiên chúa ngươi là vua hiển trị kìa nghe chăng quân canh gác của ngươi cùng cất tiếng reo hò vang dậy họ sẽ được tận mắt thấy đức chúa đang trở về sion hỡi jerusalem điêu tàn hoang phế hãy đồng thanh bật tiếng reo mừng vì đức chúa an ủi dân người và cứu chuộc jerusalem trước mặt muôn dân đức chúa đã vung cánh tay thần thánh của ngươi ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta, người bốn bể rồi ra nhìn thấy. Đó là lời Chúa. Chúa chúng ta Chúa đã biểu dương nguồn ơn cứu thoát mặc cài đứng tôn trinh trước mặt dân người đã nhớ lại ý nghĩa ân tình dành cho nhà Israel

reo thật là du dương đang mừng chúa diêu dân bên giọng ca kèn thổi vang hòa lẫn tiếng tu và quân quân vương thống lãnh địa cầu toàn tôi đất này. Mời anh lắng nghe bài đọc thứ hai khởi đầu thư tín hữu hippri chương 1 câu 1 đến câu 6 hippri 1 1 đến 6 Khởi đầu thư gửi tín hữu hippri Thủa xưa nhiều lần nhiều cách Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ nhưng vào thời sau hết này Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua thánh tử Thiên Chúa đã nhờ người mà dựng nên vũ trụ và đặt người làm đấng thừa hưởng muôn vật muôn loài. Người là phản ảnh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa. Người là đấng dùng lời quyền năng của mình mà duy trì vạn vật. Sau khi đã tẩy trừ tội lỗi, người lên ngự bên hữu đấng cao cả trên trời. Danh hiệu người được thừa hưởng cao cả hơn danh hiệu của các thiên thần bao nhiêu, thì người lại trổi hơn họ bấy nhiêu Thật vậy, có bao giờ Thiên Chúa đã phán cùng vị Thiên Thần nào? Con là con của cha, ngày hôm nay cha đã sinh ra con, hoặc là ta sẽ là cha người, và chính người sẽ là con ta. Còn khi đưa trưởng tử vào thế giới loài người, Thiên Chúa lại nói, mọi Thiên Thần của Thiên Chúa phải thờ lạnh người. Đó là lời Chúa. Hallelujah, Hallelujah. Ngày thánh đã bừng lên chiều dội chúng ta. mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan chương 1 câu 1 đến câu 5 và câu 9 đến câu 14 có hai lựa chọn một là bài đọc dài là Gioan chương 1 câu 1 đến câu 18 hay là Gioan chương 1 câu 1 đến câu 5 và câu 9 đến câu 14 chúng ta nghe bài đọc ngắn khởi đầu tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan Lúc khởi đầu đã có ngôi lời Ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa Và ngôi lời là Thiên Chúa Lúc khởi đầu Người vẫn hướng về Thiên Chúa Nhờ ngôi lời vạn vật được tạo thành Và không có người thì chẳng có gì được tạo thành Điều đã được tạo thành ở nơi người là sự sống Và sự sống là ánh sáng cho nhân loại Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối Và bóng tối đã không diệt được ánh sáng ngôi lời là ánh sáng thật ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người người ở giữa thế gian và thế gian đã nhờ người mà có nhưng lại không nhận biết người người đã đến nhà mình nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận còn những ai đón nhận tức là những ai tin vào danh người thì người cho họ quyền trở nên con thiên chúa Họ được sinh ra không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhược thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho người, là con một đầy tràn ân sủng và sự thật. đó là lời chua thưa anh chị em chúng ta không biết là ở việt nam bao giờ mới được nghỉ lễ giáng sinh ngày lễ trở thành lễ quốc tế cuba đã nhìn nhận đấy là ngày lễ nghỉ của toàn quốc và năm nay chính phủ iraq cũng tuyên bố giáng sinh là lễ nghỉ toàn quốc Hôm 16 tháng 12 năm 2020, Quốc hội Iraq đã nhất trí quyết định từ năm 2020 Giáng sinh sẽ là ngày lễ nghỉ trên toàn quốc. Đức Hồng Y Luis Rafael Saco, Thượng phụ Công giáo Candê bày tỏ vui mừng và biết ơn Chính phủ vì một quyết định đã được chờ đợi từ lâu. Đức cha Basilio Yando, Giám mục Phụ tá Giáo phận Baghdad và tổng điều phối viên cho chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Iraq, nhận định đây là một cuộc bỏ phiếu lịch sử của Quốc hội. Ngài nói, trước đây, chính phủ chỉ cho phép ngày lễ Giáng sinh là ngày nghỉ đối với các kỳ tô hữu. Từ đây, điều này được áp dụng cho mọi người. Đây là một thông điệp có giá trị và niềm hy vọng lớn cho các kỳ tô hữu cũng như cho toàn thể người dân Iraq và chắc chắn điều này được liên kết với chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco đến đất nước chúng tôi vào tháng 3 năm tới 2021. Theo tôi, đây là một trong những hoa trái đầu tiên mà chúng tôi hy vọng sẽ mang lại nhiều điều tốt lành cho nhiều người khác trong tương lai. Trước đó vào ngày 17 tháng 10 năm 2020, Đức Thượng Phụ Công giáo Can đã gặp Tổng thống Baham Salit Ngoài việc bàn luận về tình hình các kỳ tổ hữu, Đức Hồng Y Sa Cô đã yêu cầu Nguyên Thủy Quốc gia tuyên bố ngày sinh nhật của Chúa Giêsu là một ngày lễ cho tất cả mọi người. Trong một ghi chú được công bố, Đức Hồng Y bày tỏ niềm vui và cảm ơn Tổng thống vì đã chấp nhận yêu cầu đưa Giáng sinh trở thành ngày quốc gia, đồng thời cảm ơn các nghị sĩ đã bỏ phiếu thuận vì lợi ích của các công dân kỳ tổ hữu. Vào năm 2018, chính phủ đã thông qua một sửa đổi đối với luật ngày lễ quốc gia, tạm thời nâng Giáng sinh lên thành một lễ chung cho mọi công dân. Biện pháp được biểu quyết vào ngày thứ tư sẽ đảm bảo giá trị và sự ổn định hơn nữa cho một quốc gia đang sống trong sự mong đợi chuyến thăm lịch sử của Đức Thánh Cha Francisco Cô vào đầu tháng 3 năm 2021. Đức Hùng Y nhấn mạnh đây là một sự kiện, đồng thời là một nguồn cảm xúc và một ân sủng to lớn là nguồn khích lệ cho các kỳ tô hữu là những người do bạo lực đã là phải ra đi làm giảm số kỳ tô hữu ban đầu của những năm 2000 xuống chỉ còn một phần ba. Và điều sau cùng, quyết định này có thể đánh dấu những bước tiến xa hơn trong cuộc đối thoại với Hồi giáo. Hallelujah! Chúng ta thấy đây là một tin vui vì một quốc gia Hồi giáo như là Iraq mà đã nhận Ngày lễ Giáng sinh là ngày nghỉ của toàn quốc, ngày lễ quốc gia. Chúng ta cũng hy vọng rằng một ngày nào đó Việt Nam mình cũng được nghỉ ngày lễ Giáng sinh ít nhất cho những người Kitô hữu và sau đó là cho toàn quốc. Vì lễ Giáng sinh không còn chỉ là lễ của riêng những người Công giáo, nhưng đó là ngày lễ mà cả thế giới đều nhìn nhận một ngày lễ của không những là toàn quốc nhưng mà là toàn thế giới và đó cho thấy được đức giêsu là ánh sáng thật đến thế gian và chiếu soi cho mọi người nhờ người vạn vật được tạo thành và không có người thì chẳng có gì được tạo thành điều đã được tạo thành ở nơi người là sự sống và sự sống là ánh sáng cho nhân loại Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. Chúng ta đang ở trong một cuộc chiến giữa bóng tối và ánh sáng. Giữa sự thiện và sự ác, giữa điều lành và điều dữ. Cuộc chiến ấy xảy ra ngay chính trong con người của mỗi người. Chúng ta luôn luôn Phao-lô bảo rằng là điều thiện tôi muốn thì tôi không làm. Tôi biết thì tôi không làm. Điều dữ tôi biết là nó xấu thì tôi lại cứ làm khốn cho tôi một cuộc giằng co trong cái thân xác của mỗi người giữa điều thiện và điều ác giữa bóng tối và ánh sáng và chúng ta tin rằng là ánh sáng chiếu soi trong bóng tối và bóng tối đã không diệt được ánh sáng vì không phải chúng ta chiến thắng bằng sức của riêng mình bằng cố gắng của mình như là bằng sức mạnh của con thiên chúa làm người là đức giêsu kitô đứng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Ngôi lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Có điều là người ta có đón nhận hay không? Nếu ai đón nhận ánh sáng, đón nhận Đức Giêsu Kitô, thì họ mới có khả năng, mới có sức mạnh mà chiến thắng bóng tối, chiến thắng sự dữ, chiến thắng những cái gì gọi là xấu xa nơi chính con người của mình cũng như là môi trường chung quanh còn có những người mà chúng ta nghe một cái sự thật là phũ phàng sự thật giống như là mình yêu người ta mình thương người ta mình đến mình giúp đỡ cho người ta mình muốn hiến cả cuộc đời mình cho người ta mà người ta lại phũ phàng người ta lại bội bạc người ta lại chối từ khi không em lại ngánh mặt làm ngư mình lại để cho người yêu mình thành một người bị thất tình, yêu mà không được yêu lại, đấy là người ở giữa thế gian và thế gian nhờ người mà có nhưng lại không nhận biết người, một cái sự thực quá phũ phàng. Người ở giữa thế gian, Emmanuel Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta, người ở giữa thế gian và thế gian là con người chúng ta đây, là thế gian là vũ trụ này nhờ người mà có nhưng lại không nhận biết người kinh nghiệm của mỗi người chúng ta anh chị em thấy mình giúp người ta mà người ta không nhận biết mình có đau mình giúp người ta mà người ta từ chối có đau không mà người ta phải nhờ mình nhờ mình mới có thể xin được việc làm nhờ mình mới có thể có được công ăn việc làm nhờ mình mới có thể có được ngày hôm nay ấy vậy mà người ta không nhận ra mình mình đến người ta ngoảnh mặt người ta làm ngơ người ta quăng cái cục lơ đau chứ có những cái người mà tôi giúp họ rồi giúp họ xong bị họ thành công thành danh thành đạt họ nhìn mình không thèm chào không thèm hỏi không thèm nói một câu nào cả coi mình như là người dưng nước lã anh em thấy mình đau còn chúa của chúng ta còn đau hơn như nữa đó là thế gian nhờ người mà có nhưng lại không nhận biết người mà có phải là người ở đâu xa đâu có phải người trên trời đâu nếu bảo ở trên trời mình không nhìn thấy là đứng vô hình không thiên chúa vô hình ấy đã hữu hình nơi con người giê xu thế gian không nhận biết người mặc dù người ở giữa thế gian mà thế gian nhờ người mà có chứ đâu phải một thiên chúa ở trên mây trên trời cao mù mờ mình không biết, còn đây là ở giữa mình mà nhờ người mình mới có ấy thế mà mình lại không nhận biết người. Chúa Giêsu nói thánh thanh nữ Phô ngài khao khát được người ta nhận biết lòng thương xót. Ngài muốn tỏ lòng thương xót và nói rằng càng nhiều người biết đến lòng thương xót của ta thì ta càng vui. Ta vui mừng khi nhiều người nhận biết lòng thương xót của ta ấy thế mà ấy thế mà nhiều người được tất tuyển chọn thành phần ưu tuyển lại không biết đến lòng thư xuất của ta, không đáng lẽ họ phải là những người phải rao giảng lòng thư xuất của ta, thì họ lại không biết gì để mà rao giảng. đáng lẽ họ phải nói cho mọi người tin thác vào lòng thư xuất của ta, thì họ lại không tin vào lòng thư xuất của ta. Ngày hôm nay, Chúa vẫn còn đang bị như vậy. Đó là người ở giữa thế gian mà thế gian không nhận biết người. Mà thế anh đã nhờ người mà có. Câu kế tiếp mà anh chị em nghe. Người đã đến nhà mình. Nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Đã đến nhà mình rồi. Mà người nhà không chịu đón nhận. Anh chị em thử tưởng tượng coi. Đêm Giáng sinh. Anh chị em đi công tác xa. Thí dụ như nước ngoài. Hoặc là đi lao động. Rồi cố gắng mình xin cái phép nghỉ. Để mà về thăm gia đình của mình. Cả một năm trời ngày nào cũng gửi tiền về rồi lễ lại nào cũng gửi quà về họ nhận tiền họ nhận quà họ xây nhà họ mua xe rồi họ ăn chơi đủ mọi thứ trên cái đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình gửi về rồi đến đêm giáng sinh mình dành một cái sự bất ngờ để mình về họ nghĩ rằng là cả nhà không nghĩ rằng mình sẽ về nhưng đêm giáng sinh ấy mình về mình gõ cửa, người đến nhà mình mà người nhà ra ngó, ông là ai vậy? Tôi là Trần Đình Long. Chúng tôi không biết Trần Đình Long là ai. Trần Đình Long là người mà vẫn gửi quà về cho gia đình này. Xin lỗi, tôi có nhận quà nhưng mà tôi không biết người gửi là Trần Đình Long. Người tôi vẫn gửi tiền về, tiền tôi xài vẫn đầy đủ Nhưng tôi chẳng cần biết ai gửi Miễn có tiền cho tôi xài là được rồi Bây giờ tôi muốn vào trong căn nhà này Chúng tôi không còn chỗ Chúng tôi đang vui chơi Bây giờ ông đến đây bụi bặm thế này Ăn mặc không có xứng hợp thế này Làm sao mà bước vào trong căn nhà sang trọng Của những con người quý phái này được xin lỗi vì tôi về hơi gấp và cả một năm vừa rồi tôi vất vả làm để có tiền gửi về cho nên không còn tiền để mua sắm quần áo nữa và cũng không có còn có sức khỏe trẻ đẹp như ngày xưa vì tôi đã vắt kiệt sức để tôi đi làm gửi tiền về cho cả nhà tiêu xài rất tiếc gia đình chúng tôi không có người mà xấu như vậy nghèo như vậy khổ như vậy I am sorry <laughs> Thưa anh chị em Xin lỗi Đóng cửa kia rầm một phát Đấy Anh chị em tưởng tượng Nếu mình là con người đó Thì mình đau khổ như thế nào Cho nên Chúa su Chú bảo rằng là Với những người Mà ưu tuyển Ta đã tuyển chọn họ Để họ đi loan báo lòng thứ xuất của ta Mà họ từ chối Mà họ phủ nhận Họ xúc phạm đến ta Như là lưỡi gươm đâm vào trái tim của ta Nó đau là đau thấu ruột thấu gan Còn những người mà Giáo dân Những người thường Họ không biết Họ không đón nhận Thì chỉ như những roi đòn Đánh trên da thịt bên ngoài mà thôi Còn không có đâm thấu vào trái tim Như là người nhà của mình Mà không đón nhận mình Thưa anh chị em Mỗi người nhìn lại coi Đêm hôm qua Đêm Giáng sinh Tôi có thực sự mở lòng ra đón truy xu vào trong gia đình của mình vào trong hang bê là tấm lòng của mình hay không có hay không thưa anh chị em và tôi có thấy rằng là cái niềm vui giáng sinh không phải chỉ là có hang đá không phải chỉ là có tiệc tùng không phải chỉ là được nhận quà không chỉ là được đi mua sắm không phải chỉ là được đi coi đèn noel thực sự có được cái đó cũng thích lắm tôi cũng thích được nhận quà giáng sinh Tôi cũng thích đi coi hang đá Đi coi đèn Hồi đó tôi sang Mỹ Vào Giáng sinh Mà thấy Nói em này thấy nó Buồn buồn vắng vắng Tôi mới nói Người nhà bảo cố gắng chở tôi đi chỗ nào mà có đèn cho tôi coi Mới chở đến có chỗ là Thành phố ánh sáng Để coi Chứ nó làm đẹp lắm Ánh sáng Hoạt cảnh cựu ước tân ước đều làm bằng đèn hết nhân vật trong cựu ước tân ước lịch sử cứu độ rộng thì thưa anh chị em có nhiều nơi họ làm rất là đẹp ở việt nam nghe nói ở một cái họ đạo nào đó mới được tách ra làm là họ đạo biệt lập tách khỏi giáo sứ họ làm một đẹp hơn là giáo sứ mẹ mà, mà con nó kéo đến Cặt xe đi khỏi đông lắm tôi cũng nói với anh em mà cố gắng ngày hai mươi lăm sáu gì đó đi coi có làm sao rồi đi ra ngoài vũng tàu cũng thấy nhiều nơi chỗ đẹp rồi đi về dưới quận tám hay là gì đó những cái nơi mà nổi tiếng cũng nhiều người đi thế thì tốt thôi biết đâu những cái đó nó giúp cho mình nhớ lại rằng ánh sáng đích thật là chúa giêsu mà nếu không có ngài thì không có gì được tạo thành mà nếu mình đến đây mà mình không đưa mình đến được với Chúa Giêsu thì nó hơi phí, nó uổng quá. Đổ ra bao nhiêu tiền có khi cả bạc tỷ bạc tỷ để mà trang uh, hoàng hang đá đèn đuốc nó em mà không đưa người ta đến được cái nguồn ánh sáng thì phí lắm. Bao nhiêu hoạt cảnh, bao nhiêu là rước sách rồi thánh ca rồi trình diễn thế này thế khác nhưng mà không đưa người ta đến gặp được Đức Giêsu uổng quá tôi tham dự có những buổi thánh ca rồi có những buổi diễn nguyện hay là những buổi hoạt cảnh rất tiếc là cái người dẫn chương trình không gọi là người MC mà master of ceremony mà. Cái người MC không phải là người đọc không phải là người giới thiệu chương trình mà người dẫn chương trình tức là đưa khán thính giả đi vào trong cái hồn của cái buổi trình diễn, của cái buổi hoạt cảnh đó để cho người ta nắm bắt được cái đích điểm, cái mục đích, cái mục tiêu mà cái buổi trình diễn ấy, cái buổi diễn nguyện ấy, cái buổi hoạt cảnh ấy muốn nhắm tới. Còn nếu người ta chỉ dừng lại ở cái xem hát xem múa thậm chí có những người mc lại không có đạo mà lại làm mc cho những buổi diễn nguyện chỉ vì lý do là người ấy là ca sĩ hoặc là nghệ sĩ nổi tiếng tôi nói thừa vô ích chúng tôi không cần những ca sĩ nghệ sĩ nổi tiếng để mà làm mc cho những chương trình mang tính cách tôn giáo và nhất là cầu nguyện thậm chí lên nó còn dạy đạo cho các cha ngồi dưới nữa thì càng dở không phải lên đó mình dạy dỗ, khuyên bảo cái gì cả, nhưng mà làm sao chính cái người đó, đó họ phải cảm nhận được, nắm bắt được cái ý nghĩa mà họ cảm nhận được Chúa Giêsu giáng sinh trong chính cõi lòng của họ, con người đó, rồi họ truyền tải, truyền cái lửa đó đến cho người nghe, cho người tham dự chứ không phải chỉ cầm tờ giấy đọc, có khi đọc không xuôi, đọc còn vấp nữa, vì ánh sáng đèn sân khấu nó, nó màu nó chớp chớp nó quay quay cùng đọc còn vấp nữa thế thì làm sao có khi đọc cũng không hiểu cái chữ mình đọc có khi đọc là tiên tri isaia đã nói thế này cái người đọc cũng không biết thì isaia là cái ông nào tưởng như là là cái ông Marklin lenin hay là cái ông Trần Hưng Đạo hay là ông Lê Văn Duyệt nào đó thì làm sao mà truyền đạt được hết tội nghiệp những cái cô được đặt của ca sĩ đó, được đặt làm mc mà tay thì run mà lấp ba lấp bắp, vì ông ngoài đời cô nói ghê lắm. nên sân khấu thì có thể múa Mỏ đủ thuyết được không sao rất tốt. nhưng mà trong đạo phải là người mà cảm nhận được chứ đừng có lựa chọn người nổi tiếng, đừng lựa chọn người đẹp, đừng lựa chọn người có duyên, đừng lựa chọn người đó phải là ca sĩ, hay là nghệ sĩ hay là cái gì là sĩ sĩ không cần thiết. cho nên Thế anh chị em đó Chúng ta thấy rõ là Người đến nhà của người Nhà Mà người nhà không tiếp đón người Phải cảm nhận được cái điều đó Cảm nhận được cái điều đó Chính mình phải cảm nhận được cái điều đó Lúc đó mình mới thấy được rằng Tấm lòng của Chúa Yêu Sư, Lòng thương xót Bị Người ta Phủ nhận Thì chú buồn như thế nào Vì chính mình đã bị Người yêu của mình Đến gõ cửa Nhìn qua khung cửa thấy người yêu của mình đang ôm một người khác mình chịu nổi hay không hả cô kia cô gì đó cô hà cô về nhà đêm giáng sinh đi lễ về nửa đêm tan lễ tan 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 gì đó mà về mà thấy anh đèn mờ mờ nhìn qua cái khúc cửa sổ như mình thấy ông xã mình người yêu của mình đang ôm một cái bóng hình khác mình có chịu nổi không mình bấm cửa Gõ chuông Gõ cửa bấm chuông không ai mở Người đến nhà của người Mà người nhà không nhận ra người Không đón nhận người Đi ra Giữa sương tuyết lạnh lùng Cô đơn Cứ lạnh từ bên ngoài lạnh từ bên trong Chúa Yêu Sư của chúng ta Đêm hôm qua và không phải chỉ là đêm hôm qua, đêm hôm bốn Mà đêm nào cũng thế, ngày nào cũng thế Vẫn cứ phải lủi thủi một mình ra đi Lủi thủi một mình ra đi Vì không có ai đón nhận lòng thư xót của Ngài Vì không có ai nhận người là đấng cứu độ Mà họ nhận tiền bạc, quyền lực, danh vọng, chức tước địa vị Những cuộc vui chơi những, cái gì nó mau qua nó hào nhoáng mau qua còn điểm chính yếu là Chúa Giêsu là đứng cứu độ đó là ánh sáng đó ta không nhận ra được nhưng mà ai đón nhận thì tức là những ai tin vào danh người thì họ cho họ thì người cho họ quyền trở nên con thiên chúa hallelujah những ai đón nhận tức là những ai tin vào danh người lấy chúa giêsu con tín thác vào chúa Lệnh Chúa su con tin thác vào Chúa người tin vào danh ngài như vậy thì người cho họ quyền trở nên con thiên chúa ngôi lời đã trở nên người phạm và cứ ngụ giữa chúng ta mình thấy một thiên chúa gần gũi với mình như vậy thấy vinh quang của ngài như vậy thì thưa anh chị em chúng ta hãy thinh lặng đến trước hàng bê lem và chiêm ngắm Ngôi lời làm người ở giữa chúng ta, chim ngắm để cảm nhận được lòng thương xót của Chúa bao la tuyệt vời. Đến để chia sẻ cái thân phận con người với tất cả những cái cô đơn, cái đắng đót, cái buồn tủi, cái phụ rẫy vân vân và vân vân. Và lúc nào cũng tràn đầy ân phúc để trao ban cho con người. Nếu con người tin nhận Ngài Ngài cho họ quyền được làm con thiên chúa hát khen mừng Chúa Giáng sinh ra đời Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi mang lừa trong hang bê lem ánh sáng toa lan tưng bừng nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng đàn hát rắt tiếng hát sướng ca vươn thiên chúa sinh tòa giáng sinh vì ta người hỡi hãy kịp bước tới đến xem nơi hang Bethlehem lem thiên chúa giáng sinh khó khăn thầm And...